cửa hàng Hiếu Minh Audio xin chào tất cả các bác nhá. Hôm nay em có một chuyến đi xuống Long An để lắp cho chú Ngọc một bộ dàn karaoke. Đây. Đấy thì chú không gian này chú rộng khoảng đến gần 20 mét vuông nha các bác nhá. Thì ở đây thì chú đang dự định là nhà nữa chú sẽ thay đổi kết cấu một chút nên là tạm thời sẽ để loa như này. Hiện tại chú lấy bên em là một cặp DK này và một cặp xe AVS. Đấy. Cùng với nó là chiếc có khác cái là chiếc xúc điện Paramax này không phải bên em nhá. Kết hợp với đó là một bộ mic Beyer vỉ tím. Đấy, Beyer vỉ tím da cá 9999. Với chiếc quản lý nguồn MBS500 Pro. Đấy, nâng tiếng của TD Aquatic CB800 Ultra này, chiếc vang số cao cấp DBS700 và đặc biệt hơn là một chiếc đẩy DB4.8 cho ra công suất mỗi kênh là 800W một kênh. Đấy. Tiếp tục là một chú cá ở đây. Đấy, rất là lớn các bác nhé. Này chú gọi là cá rồng. Đây. Và không gian ở ngoài nó thoát tiếng ra ngoài nên rất là thoải mái các bác nhé. Đây, còn nón bộ nữa. Ok, bây giờ em sẽ bắt đầu đi vào để đấu nối và setup bộ dàn của chú và gửi chất âm của một bản nhạc karaoke gửi đến các bác nhé. Lên 1 1 2 4 5 6 lên 4 4 4 4 5 6 7 lên chưa?